người thám hiểm Perseverance đã bắt đầu khám phá một trong những khu vực thú vị nhất của sao Hỏa, vùng đồng bằng trong miệng núi lửa Zero. Chiến dịch mặt trận đồng bằng của người thám hiểm bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 tìm kiếm địa điểm của một đồng bằng sông cổ đại, nơi nó có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của nước trên sao Hỏa và thậm chí có thể tìm thấy bằng chứng về sự sống của vi sinh vật cổ đại nếu nó từng tồn tại ở đó. Ken Fali, nhà khoa học thuộc dự án Perseverance từ Caltech cho biết, chúng tôi đã quan sát vùng đồng bằng từ xa trong hơn một năm trong khi khám phá tầng của miệng núi lửa. Khi kết thúc chuyến đi nhanh của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đến gần nó. Thu được những hình ảnh chi tiết hơn bao giờ hết cho thấy nơi chúng tôi có thể khám phá tốt nhất những tảng đá quan trọng này. Sau khi lái xe với tốc độ tối đa để đến vùng đồng bằng từ vị trí trước đó của nó trên tầng miệng núi lửa, giờ đây người lái tàu có thể bắt đầu mục tiêu song sinh của nó là lấy các chỉ số khoa học về khu vực và cũng có thể khoan và thu thập các mẫu để lấy và trở về trái đất trong các nhiệm vụ. Dennis Buckner, cộng tác viên sinh viên về sự kiên trì tại Đại học Florida, giải thích sự kiên trì sẽ đi sâu và xuyên qua vùng đồng bằng 130 feet 40 mét. Khoan lõi dọc theo đường đi và tạo nên đặc điểm của các lớp đá trầm tích tạo nên đồng bằng. Những lớp trầm tích này đã được lắng đọng hàng tỷ năm trước. Khi nước chảy qua bề mặt sao Hỏa và một con sông chảy vào miệng núi lửa cổ đại bên dưới. Nếu sao Hỏa thực sự có sự sống trong thời gian này, tàn tích hoặc dấu hiệu của những sinh vật đó có thể được lưu giữ trong một số tảng đá cổ đại này. Phần nhiệm vụ này của tàu thám hiểm sẽ kéo dài khoảng 6 tháng và việc xem xét các lớp trầm tích sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu được lịch sử địa chất của khu vực cụ thể này. Ngoài ra, khi dòng sông chảy trên bề mặt sao Hỏa hàng tỷ năm trước, nó mang theo đá từ khắp nơi trong khu vực, vì vậy việc thu thập mẫu từ đây giống như có thể xem xét các mẫu từ một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Perseverance hiện đang đi qua một khu vực có tên là Canary Passage, chạy giữa tầng miệng núi lửa và vùng đồng bằng. Và nhóm trên mặt đất sẽ phân tích hình ảnh và dữ liệu khác để quyết định con đường mà người thám hiểm nên đi tiếp theo khi nó di chuyển lên vùng đồng bằng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.